cân nữa về tí để anh em để cho cân ở trong cái shop với ở cái shop đấy kia để cho cân đi xong rồi lấy hộ cái shop nó về cho bà chị này. Cái phim mà chụp ảnh đúng không? Trời ơi, sợ lên màn hình nhé, các bác quay tránh mặt em ra nhé. Chờ cái chín cho lên trên cho mình xoay, quay nó vào. Quả này vào ra, quả này có ấy ra lấy cái bóng, mình cái bóng ở đây để đựng bê. Cho một cái thùng ở bên cạnh ấy để bù, tí nó lấy cái để bù. À, đẹp cái đầu thùng nó xong để bù. Em đang thấy ít quả đẹp đẹp này, em phải chọn ra trước không thấy gì. Cái thùng không có. Có cái đường không? Chứ không đi xuống thì tắt sân kia làm gì? Trơn. Tôn thở luôn đấy. Ăn gì vậy? Tôn đảm mấy tôn đảm gì hả? Tôn đảm đĩa mẹ. Cái này mà không ấy ghi tên gì ấy, không số 1, số 2, số 3, số 4, số 2, số 3. Con trai mà không gùi cho nó. Đúng. Đúng. Không chơi được đâu. Không chơi đầy thế đâu. Đấy. Phải gì ạ? Trên này. Làm như thế cơn chả hỏng đi à. À đô, cát dài thế này á. Ừ. 37, là 38. 37. Tơ, ra. Cái này còn bé. Dài thế này nó gấy. Để tập cái đồ cam này. Và lấy ra bỏ vào một cái xốp tí này mà nó nóng. Bỏ luôn. Giờ ông này rút luôn. Cái này các bạn. À. Giấy là của thứ A mà. Cái đó là 50 thứ A đấy các bạn. Đồ bột lúa đang đang đám này hiền hả bọn nhỉ hay có hả đi á. Bà này cân 41 nhiều phết nhỉ, cái con bé nhiều phết. Xoay cái mặt của nó, mặt vàng của phát nó có một mặt, nó vàng nó xoay phát quả tan luôn. Ừ. Tiếp bằng thuốc thôi. Để
đừng nói vậy quá thiếu bốc lên xếp rồi lại bốc ra lắm. Hôm qua đóng số cho đổi nào đấy hả? 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 Nó đi chợ nào đấy? Nhưng mà đến tối này á? Hả? Nghệ An một cái nhà. Nghệ An là hôm qua là lúc to mà chín. Vẫn còn thành nhật đó bé thằng kia. Ba. Em ơi, chồng em đâu rồi? Đi quốc đường rồi. Thôi thì không số được đâu. Chưa? Em ở trong miền Trung ra thu mua cam cho bên Chiêm Hóa, em phát biểu một câu cảm tưởng nào để chuẩn bị lên đài truyền hình Hàm Yên quả cam đấy. Em chưa có việc làm như thế là tốt rồi, cần gì nữa? Để em còn biết được em nói. Đấy. Để phản ánh cho. Bây giờ đứng hơi xa đây để tí nữa gánh cái chỗ nào chín chín. Đây, xe máy ở đây. Rồi đấy.
khỏe hình thường. Đây chuyến này toàn toàn quả to. To là chỗ nào cũng to rồi. Đâu xem là cam để đâu ta đâu rồi hả lâu đi đang bảo cho cái số cái ụp trên trên được ba la má ấy cha có làm mấy quay ra hàng đây. Đang ở đây là đẹp đấy nghe. Biết rồi. Bưởi đây. Đổ đây nó có mặt rồi. Đây đầy rồi này. Đúng rồi. Thank you.
đóng suốt rồi, đóng ai được cân 25 quá, cân 24 giờ đâu. Đâu 24 cân là trừ còn 24 à? 25 cân trừ thuốc còn 24 năm. Ở đâu chả đóng thế? Đúng rồi, đâu chả thế. Chỗ nào chả đóng cái cách thế thôi chị. Chỗ này còn được 4 năm rồi đó. Không, bạn hai xúc hai này. Cân toàn cân hai cân cân bé. Cân mà. Bao nhiêu cân làm? Thằng nào làm đấy? Biết được tầm 30 cái. Thế sao mà chị Dương mang cân 25 cân đi? Bảo bà Duyên bà không mang đi, bà lấy cân tạ đồ ra đấy. May em còn mang cân của em về chứ không phải lấy đồ ra. Nhá. Lại thiếu ạ. Thiếu là khách bà ấy kiểu gì. Nóng khi nào đấy? Nóng khi nào bà kêu thiếu đấy? Căn bản là từ qua mưa. Không mưa thì đi được tới 5 giờ rồi. Chúng ta đi để hộ nhau nó.
đi cháu bên bạn lái xe bên nhanh có gì đâu, có 8 phút. Còn một bịch máy 1 cân nó cũng bán 1 năm quả. Bên này chị ơi. Bên trong quân gánh đổ vào đây nhá. Cho gánh đổ vào đây nhá. Chỗ này này. Cái mà cô sang đấy ra làm ngoài à? Ra làm ngoài à? Đi sang đấy đâu? Đại loại là đi sang đấy là phải biết lừa đảo. Thank you.
nhá. Bánh mì đấy chứa làm xong lên để đấy. Cái này cái mặt này là trên này. Bye.
cây nào mà xanh thế? Cây lá xanh chứ. Cây nào mà xanh thì trừ lại đi, đừng có cắt nữa. Cây này giống cam C36 à? Đúng. Không điện được có ai nữa. Đợt này phải cho túi nhiều đấy. Anh Đức ơi, đợt này giật xuống cao 2 không được, phải cho hai lớp túi là túi nhiều đấy. Túi nhiều cho ra túi để cho kéo từ trong ra ngoài luôn. Quay cái móng vào được cháu ạ. Quay cái móng của nó vào để em phải chặt. Cân lại cái bóng đi, cân chân là hả, cân lại cái bóng để cho thêm một chân trước đi. Cân lấy thêm mà... Nó tạm đi, móc tạm vào đó. Cân chỗ này đi. Đây rồi, này, đây rồi.
Để lên. Tổng bao xốp 38 xốp, 38 là 1 này, 2 này, đếm luôn xốp luôn. Trong cái đếm vào sổ rồi. Cứ xếp thôi. Thoải mái mà xếp. Đây. Xếp hết rồi. Cho cái hàng ốp cái hàng dưới này vào đi. Cho thùng kia đi, cho thùng kia đi.